Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel quý vị. Thì trong cái bản tin thì buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng có một số tin cũng muốn cập nhật cho quý vị biết. Thì quý vị cũng biết thì hôm gài thì liên quan tới cái vụ việc thì của cô CEO Nguyễn Phương Hằng quý vị. Đó thì cũng có những cái thông tin thì rất là tốt cho cô, đó, hoặc là có những cái thông tin mà không tốt. Đó. Thì cái thông tin tốt với cô thì có những cái thông tin là những cái trang đăng lên, cái trang đăng lên xong rồi lại gỡ xuống xong rồi lại đăng lên, đó cũng là một điều thì nó cũng rất là có lợi và tốt cho cô, cũng không biết lý do là tại sao, đúng không quý vị? Đó, còn cái điều mà không tốt là người ta là bắt tạm giam cô á, thì cũng như cái bài báo mà những cái bài báo mà báo công an cho quý vị thì cũng có nói đó là bắt tạm giam thì cũng là lý do là cô live stream hoặc là cô dùng cái trang mạng cá nhân đó, thì nói nhiều ấy về vấn đề đó thì người ta cũng đã cảnh báo từ trước đó, thì bây giờ rất là nhiều lần thì người ta mới bắt tạm giam như vậy thôi. Thì cái vụ việc thì có công an người ta điều tra, người ta sẽ đưa ra cái thông tin chính xác nhất, thì nên đó quý vị thì cũng đừng có mà nghe những cái thông tin bên lề rất là nhiều, những cái mạng trang xã hội ảo rất là nhiều, đưa những cái thông tin mà không có đúng sự thật, gây trong dư luận đó quý vị, gây mất bình tĩnh hoặc là rối loạn đó quý vị, gây loạn đó quý vị. Thì cũng có một số thành phần quý vị thì xuyên tạc và vu khống mà quý vị, thì biết lôi kéo những cái hình fan nó về. Hoặc là có một cái vụ mà cô bây giờ thì vì thế hôm nay cũng có cái vụ mà cô VO mình đó, VO vì gì đó quý vị đó, thì lại là tiếp tục là khởi kiện là YouTuber đó, là như anh Lang Thang hoặc là cô Quỳnh Heo đó quý vị đó. Thì quý vị thấy cái sự việc đó thì cũng là cô ta bắt đầu là khởi kiện đó quý vị đó, thì quý vị biết mà, thì nói chung thì kiện như đây, mà biết công an người ta có giải quyết không quý vị đó, như nào công an người ta giải quyết gì đó, hay là chỉ là một phía từ miệng thôi quý vị. Cái bộ công an người ta chưa có chính thức là nói gì chân, là chỉ nghe một phía từ miệng thôi, thì chỉ là nghe những cái thông tin thì đăng lên vậy thôi quý vị đó, đăng lên thì nói chung thì đăng lên vậy thôi, nào công an là mời á thì mới chính thức là bị công an giải quyết, chứ không thì quý vị cũng không có nên mà nghe nhiều quá, tại vì cũng không có đúng lắm. Từ nào mà công an mời chính thức, mời anh em YouTube hoặc là cái cô Quỳnh Heo đó quý vị thì được, thì mình mới nghe quý vị thấy không đó. Thì giờ cô Quỳnh Heo đó quay xe cũng chết mà không quay xe cũng chết, thế không quý vị đó. Hồi xưa thì cống hiến cống hiến đi theo, rồi tự nhiên bây giờ cũng quay xe lại đó, rồi theo những cái bọn mà lương đó đó, quý vị cũng biết đó, nó đi theo chơi chung, bây giờ thì bị người ta đó giải quyết luôn, người ta kiện tụng có dính thì dính cô ta gói luôn, biết làm sao đúng không quý vị, vừa tội. Nói chung thì em cũng chia sẻ cho quý vị là thì tại vì cô Hương Hằng á thì bây giờ thì không có thông tin nào mà lộ ra ngoài hoặc là đưa ra ngoài, tại vì bộ công an á thì người ta có làm việc, thì chừng nào có những cái thông tin nào mà chính xác hơn á thì người ta mới truyền đưa ra ngoài để cho trợ lý của cô biết, hoặc là những người thân của cô thì bên em YouTube thì cũng mới nghe được, chừng nào mới nghe được á thì anh em YouTube thì người ta cũng thì đi lên chia sẻ cho quý vị biết. Thì bây giờ hiện tại thì nói chung á thì những cái bài đăng lên rất là nhiều nhưng mà không, nó không có đáng tin quý vị, thì chừng nào tin bộ công an chính xác người ta đưa cho trợ lý của cô á, thì mình mới đáng tin, chứ quý vị đừng có nên nghe những cái thông tin mà bên lề, cũng không có tốt quý vị đó. Thì em cũng chia sẻ với quý vị là bao nhiêu đó thôi đó, thì quý vị là em cũng nói là xin một thành phần quý vị rất là bức xúc trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì quý vị biết đó là anh tội phạm mình đó là anh Thám Tử Cung đó quý vị đó, quý vị biết là đó rồi. Bữa nay thì còn bà đặt lên cái bài đăng đó quý vị, lên cái YouTube đó, nói về tình hình của cô CEO Nguyễn Phương Hằng ở trong tù như thế nào, ở trại giam 331 hay sao quý vị thấy không, lên thì vu khống và xuyên tạc chứ làm được gì quý vị. Lên thì lấy những cái hình ảnh ở đâu á, lấy hình ảnh ở chỗ nào á, rồi quay cảnh ở đâu, rồi làm như thế nào á, thì ngồi ở nhà phân tích cho fan của anh ta coi rất là hay, rất là giỏi quý vị, không biết cái được cái gì. Ngồi phân tích từng bữa ăn, rồi từng bữa cơm, hoặc là từng chai xè bông, từng ký gạo, thì những cái thông tin, những cái đó thì đánh lên mạng là có rồi quý vị đó, quý vị thấy không. Vậy mà còn đặt cái tiêu đề là vu khống là cho cô
là nói là tình hình của bà Nguyễn Phương Hằng như thế nào ở trong trại giam. Quý vị thấy rõ ràng là vu khống, là xuyên tạc, lợi dụng, bây giờ đang lợi dụng cái tên tuổi của cô Sô Nguyễn Phương Hằng để đánh bóng lên cho mình, thấy rõ ràng quý vị đó. Phải đưa lên cái clip nào mà có liên quan rồi giỏi lắm á, có hình của cô gì đi thì hay chụp được á, nó lúc mà quay chụp á thì các kiểu gì đó, rồi tại sao là không thấy những cái hình đó, đúng không quý vị? Đó thì chỉ biết là đi ngồi lấy cái clip đó ở đâu, từ thời xưa cố lỷ nào đó, rồi cái lên ngồi phân tích cho khán giả người ta biết, thì chủ yếu là đi lôi kéo thôi quý vị, đi lôi kéo dân về thôi, hoặc là những fan thôi, chứ làm được gì quý vị đó. Rồi đi quay những giáo bộ chụp những cái hình, cái phóng to phóng nhỏ lại ở trong trong trại giam đó vậy, từng ly nước, từng cái gốc 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 nước gì đó, bình nước, hoặc là những cái tường nó bị ố, hoặc là nó bị sạm gì đó quý vị. Nói chung rất là nhiều, nó làm đủ kiểu phòng vệ sinh gì, nói chung trời ơi làm như là trình tự trật tự lắm, mà kết cuộc thì cũng đi lên trên đó thì làm gì quý vị thì cũng biết rồi, đã bộ là làm giật cái tiêu đề cho nó mình mạnh lên để cho khán giả vô xem thôi, đúng không quý vị, để cho fan của người ta mừng, rồi sao fan của người ta chia sẻ đó, chứ yếu cũng lợi dụng thôi, nhìn mặt là biết rồi đúng không quý vị? Đó, nhìn mặt anh Thám Tử Cung mình là hiểu rồi, thì cũng lợi dụng cái trang mạng xã hội thôi, hoặc là nhờ những người fan của anh ta đó đó, nhưng hoặc là những cái mạnh thường quân á, làm gì đi để trời ơi, để người ta có thể người ta cho mình thêm tiền, đúng không quý vị? Đó thì nói chung á thì cái con người này thì không có xài được quý vị, và nếu mà ở ngoài thì chơi thì chắc không có sống được, không ấy được lâu quý vị. Ở ngoài đó thì đi đâu thì cũng né tránh, rồi ra ngoài đó thì ra cuộc sống này nè, người ta gặp chắc người ta cũng ôm hôn nhiều lắm, tại vì người ta thần tượng nhiều mà quý vị, ta gặp cái người ta thương, cái người ta ôm, người ta hôn ảnh rất là nhiều đó. Nói chung là cái này YouTube cũng rất là thương ảnh, nếu cũng có một lần gặp thì sẽ ôm ảnh và hôn ảnh, hôn vào mặt ảnh thật là nồng nhiệt, đúng không quý vị? Đó thì quý vị cũng thấy đó, thì nếu sau vụ việc mà lùm xùm của cô thì bây giờ nó rất là nhiều cái thông tin đó, hoặc là nói là đi mời đi mời những mà bây giờ những trợ lý của cô, hoặc là anh nông dân, hoặc là thầy Đặng Đăng Quân gì đó. Đó thì nó rất là nhiều, thì cái thông tin đó thì có mời đó, thì tại vì cô Sô thì đã bị bắt thì phải mời những trợ lý làm việc, thì người ta lại người ta cũng làm việc bình thường thôi vậy. Nói chung đó, thì người ta lợi đó, thì người ta cũng làm việc cái cơ quan chức năng bình thường, hỏi gì thì trả lời đó, thì đâu có liên quan gì đâu quý vị. Nhưng vậy đó mà những cái bài báo đó, vẫn không phải là những cái bài báo quý vị, là những cái thành phần đó, cũng lên là vu khống, hoặc là xuyên tạc quý vị, nó thấy như vậy thấy thừa nước đục thả câu đó quý vị, thấy là đang cô đang bị như vậy rồi, tự nhiên cái cơ quan thì cũng có mời một số anh em hoặc là trợ lý của cô gì đó, thì bắt đầu là những cái người này là đã được được nước đục thả câu đó quý vị. Thì nói chung á, thì nói chung là không có đáng tin những người này quý vị, những cái bọn YouTube dơ đó quý vị, nói chung là YouTube dơ rất là nhiều. Ông gài có lên trên mạng xã hội mà em thấy những cái tin của những cái YouTube đó, nghe thấy bực bội người quý vị, mà không biết phải làm sao. Thì tại vì mấy người đó thì có miệng mà quý vị, sống bằng vỏ mõm mà, ở bằng cái mõm mà muốn nói gì thì nói, mình đâu có cản được người ta, mình đâu có chừng trị được người ta, cái đó để cho pháp luật chừng trị, chứ mình đâu có chừng trị, không cũng có ngày pháp luật sờ gáy mấy người này à quý vị ơi, yên tâm đi. Thì đó thì quý vị biết đó, thì cũng rất là nhiều những cái kinh rất là lớn đó, làm mới tới YouTube dơ đó quý vị, rất là lớn đó, làm những cái điều, nói những cái điều mà nói chung là xuyên tạc, vu khống, hoặc là lôi kéo thôi, chả có tốt đẹp gì, chả có được minh bạch, chưa có bằng chứng gì. Nếu mà giỏi người ta đi ra ngoài người ta xác minh chỗ nào mới đúng là giỏi, chứ ở nhà làm không mà không có giỏi đâu, ở nhà làm dễ lắm, ở đây làm cũng được đó nè, đâu cần phải đi ra ngoài, nhưng mà phải đi ra ngoài thực tế đó, để cho biết là cho quý vị, quý vị khán giả biết đó, là những cái thông tin đó, sự thật là như thế này, hoặc là sự thật là như thế kia, đúng quý vị, chứ không cần phải ở nhà mà không cần phải ở nhà mà ngồi phân tích đâu, phân tích những cái video mà người ta đi làm, người ta cực khổ, người ta làm gì, đúng không quý vị? Thì nói chung thì cái bản tin thì buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng là chia sẻ cho quý vị tới đây thôi. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho em quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Chính đâu. Dạo này kênh nó mắc đề xuất nhiều quý vị, nên làm clip thì cũng rất là ít anh chị và cô bác xem. Thì quý vị thì có xem thì có thương em thì nhớ ủng hộ kênh của em, để cho kênh em nó
phát triển hơn quý vị, thì để em có động lực em còn làm những cái video hay hơn cho quý vị xem đó. Và thì bây giờ thì em cũng thôi, thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị là trong các bản tin tiếp theo. Thì em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.